Di Đà Phật. Dưới đĩa trên thiên lão tòa bài, bóng tùng lỗ vẻ kể từ nay. Cõi trên chính cõi mười phương đình, khùng chuyển xuống trần mở lập mở khai. Bầu trời rộng lớn y vô biên, hội chưa mở địa Phật tiên hội dài. Tại cung bạch ngọc phi xưa nay, trên thấy chư Phật đến ngay giữa hội bàn. Định khai mở cõi trần gian, Thế Tôn chỉ định rõ ràng hồng ma quân. Hồng quân lo lắng y bưng quân, nếu khai phải lập phải phân sao này. Hồng quân tính lại như vậy, thấy rằng lão tử phước đầy đức kỳ cao. Sắc truyền lão tử mau mau, khai thiên mở địa chứ nào nghỉ ngơi. Tiếng sanh ư tí dậy thời, địa tịch ư sự dậy thời chẳng sai. Nhớ sanh ư dần bằng nay, đầu nguồn giáp tí phân rài lượng nghi. Kế phân tứ tượng dậy thầy, rồi phân bắt quay đúng y đó là ngũ hành. Rồi cũng y phân ra tam hoàng mở địa cùng là nhân thiên. Ấy là tam tổ đầu tiên phục huy cái mở hạ miền phân y ra. Bốn mùa tám tiết đó mà thần nông ngày cũng phân ra các loài trái cây thuốc để ngày nay. Quỳnh để ra đứng lập khai ngỡ ngôi trời. Có vua có chúa trị đời, vua nghiêu trị quốc khắp nơi giữ an nhàn. Chúa thuận cái gì ngai vàng, đức lành ban rải bình an lâu dài. Ấy là ngũ đế phân rài, cho đời rõ biết thượng lai đứng đầu. Lão đây luân chuyển dài dầu, xuống trần nhiều bận chớ đâu quá một lần. Trung nguyên hội thuở phong ma thần, thuận cơ thiên định xuống trần giúp châu. Lúc nào lão lại yên đâu, chuyện lưng tái tạo đạo màu chấm ân. Ngàn năm ta cùng nhớ chừng, ở bên Trung Quốc y phạm chừng đời châu.
Định dương yên nhất khi say đâu, ở tình hầu quảng lão âu ra đời. Rằm tháng hai trăng sáng trời, lý nhĩ danh lão ai ơi qua tường. Viết kinh truyện khắp mi bốn mi phương, tự tin đạo đức ai tường thì truy. Mặc cái tình ai có tôn ti, ta đây chuyển kiếp mấy kỳ khuyến tu. Thấy đời sao quá ám ưu, dốc lòng dắt chúng ngục tù thoát kỳ quan. Quân tạng biến chuyển phong ba, âm dương lộn đảo thiết tha cho đời. Phụ thê phụ tử ra rời, lão đầy thương xót kêu mời bớ ai. Hạ quân này lão tay lai, Phật trời chuyển lão định ngay ở Nam Kỳ. Phương Nam có mở hội thi, chọn người trung hiếu phò gì mình dương. Tố sao được giữa tòa chương, tu sao rõ biết kỳ hương mới ở làng. Lão đây thiết lập phi long qua, gần ngày đâu phải còn xa năm mình. Lão đây xuất hiện thành linh, nhân cùng bổn đạo sửa mình cho nghi trơn. Năm xưa ta ở thất kỳ sơn, Phật trời lấy hiệu bửu sơn giáo truyền. Môn đồ có thập nhị hiền, Tây An đảo hậu có tiền lão đây. Xác trùm cũng lão chuyển xoay, tà lên xuất hiện đổ rài chúng mì xanh. Hiểu trùm ai cũng nghe danh, trùm đây cũng lắm xoài xanh giang y trung. Nhắc tới nước mắt khi rưng rưng, bị tay nó bắt hành thân mấy lần. Bỏ vào củi sắt đem quăng, ba ngày thăm thử sống nhân như thường. Linh cò tính thiệt khi bất lương, chào đồng nướng đỏ phải thường ở nghi đâu. Bắt trùm phải đội lên đầu, nhưng không hề hấn chi đâu sắc trùm. Đứa thì chửi mắng sầm, đứa thì lại sợ xin trùm thứ tha. Bữa nọ ác xích đem ra, đứa trùm uống thử xác tí mà bỏ mi thêm. Như vậy còn nữa chưa em, đài trùm ra đảo ngày đêm mà mịt màu. Giữ heo như các
khác người tàu heo trùm sáng thả chiều bu về chuồng. Đại trùm chúng thấy sợ luôn, Phật còn mắc nạn ai xuống ngư đằng nào. Tu hành lẫn đẫn lao đao, chấp chồng tai nạn chớ sao quá nạn lòng. Lão đây nhìn khắp cõi hồng, chuyện xài tay lại trong dòng thất kỳ sơn. Bổn sư cũng lão chuyện y tân, lưu truyền kinh sử chấn hưng đạo màu. Hiểu nghĩa nào khác ở đâu, trong dòng sơn bửu lý màu kỳ hương. Thân già nhiều nỗi đoạn trường, hiện kiếp sư dạy vì thương thấy trần. Chèo lên chèo xuống mấy lần, con sông dính tế ai hồng biết ta. Bắp phai rau khắp gần xa, khuyên dân tu niệm bất kỳ mà tham y gian. Hùng cường bảo ác đi đâu an, không tu tai họa trách tan ở đâu nào. Truyền kinh sư giải mau mau, kết thành một bổn để trao cho đời. Lão đây nào có an nơi, lòng qua sắp mở nghỉ ngơi về gì. Thân già còn phải bôn phi, vì thương trăm họ dân di khắp cùng. Lão đây lãnh ấn thiên cung, hai vai gánh nặng vô cùng âu lo. Năm mèo cũng thuận gió nghi đò, lão đây được lệnh hát kế hò khuyên dân. Họ quỳnh lão chuyện xác kỳ thân, đạo lành truyền bá độ trần thoát kỳ mê. Chèo thuyền rước khách đi đưa nghi về, lánh xa bể tục giữa kề bồng ma lai. Cá kêu già trẻ gái trai, sửa trao tánh hành học bài quy y. Phật thầy Phật tổ mâu ni, thượng đẳng với thầy chư vị trăm quan. Các ngài xuống thế sửa sang, sắp tuồng sắp lớp sắp bi màn kỳ ba. Sát trận chuyển khắp đi gần xa, quy y phải biết mới là thiện duyên. Thì dân phải có lời truyền, pháp màu di diệu cơ ngư quyền ráng trì. Nếu dở ắt trễ kỳ thi, lão đây trở lại giống y hòa quỳnh. Xác trần lão chuyển năm thành, nào ai biết được cứ kình
với ta. Lão về kịp đúng kỳ ba, và trùng trở lại Long Hoa vén màn. Hồi xưa ta ở Nam Giang, Long Xuyên Châu Đốc rồi sang Sài Thành. Miền Trung cũng có người lành, Hậu Giang kỳ chót phân rành thứ ngôi. Nếu ai biết được làm tôi, gái trai đừng có bỏ trôi mối duyên. Câu rằng lập hội quy tiền, dòng sông cửu khúc Phật tiên ra đời. Quỳnh khai để lại mấy lời, Long Lân quy phụng là nơi bóng tùng. Chúa tôi tương ngộ trùng phùng, bà già rõ biết lão khùng là nghĩ ai. Mãi chờ thiên định ra quay, tuôn đời diễn biến nay mai ở bây giờ. Đừng thấy như vậy thờ ơ, vậy thời chẳng linh. Dân mình trái lại vô minh, học nhiều trái lại vô tình khinh khi. Không học mà biết mới hay, đó là cái lý vô vi nhiệm màu. Phật thần không thấy mặt dầu, xác trần quê giấc nào đâu biết gì. Ưng thân hiển hiện quyền di, thấy nghe biết hết chuyện gì trần gian. Lòng người khởi mong tính đi toan, Phật Ngài thấu hiểu rõ ràng không sai. Cả kêu già trẻ gái trai, tu sao cho tàn mặt mày người xưa. Tháng ngày dư già muối dưa, bền lòng thiện niệm sớm trưa chớ sờn. Ta về khái lại bản đờn, tứ kỳ có thâu thất sơn hẹn hò. Đờn kêu bá hỡi là trò, thuyền kề bến đầu hát ca hò dòng sông. Đờn kêu tìm kiếm lão ông, lão ông trở lại đất kỳ đồng thương yêu. Đờn kêu trò chớ đánh liều, âm dương giấy loạn khó hầu thoát kỳ thân. Đờn kêu lập lại phong thần, châu hưng diệt trụ chọn dân lương hiền. Đờn kêu sao xuyến nào yên, bàn môn giấy loạn tranh quyền đế dương. Đờn kêu di lặc Phật dương, diệt tà lập chánh hai đường chẳng đi sai. Đờn kêu chỉ hướng Tây Đài,
ngoài có ông bạch sĩ hôm nay ra đời. Đờn kêu như réo như nghe mời, nam nhi chỉ ngứa tìm thời vua nghĩ cha. Đờn kêu lập hội long qua, nam trung nữ liệt phò mà đế dương. Đờn kêu tùng bóng lố trương, thập bát chư quốc hùng cường hàng quy. Đờn kêu các đấng quyền di, nghe lời lão gọi đồng quy lành phần. Đờn kêu mau chuyển xác kỳ trần, ra quay lập quốc một lần với ta. Đờn kêu hè đến không xa, non mòn biển cạn trâu qua nghĩ cài bừa. Đờn kêu một trận không vừa, mắt trời lỗ mọc thớt thương cao cày. Đờn kêu con kiếp thì chày, đố làm sao khỏi mũi bày khỏi tan. Đờn kêu lặp lại tuồng màng, bửu sơn sửa trị dân an y quốc kỳ lành. Đờn kêu bá tánh tu hành, tầm trong bốn chữ mới rành đường tu. Đờn kêu tháng tám mùa thu, tùng quân tỏ rạng sĩ nhu trổ tài. Đờn kêu không mốt thì mai, tùng quân định đặt một ngày thì xong. Đờn kêu ta ở miền đông, tùng quân chuyển lại dòng sông Phúc Bình. Đờn kêu hết nhục tới vinh, tùng quân tái lại trạng trình xa đâu. Đờn kêu lộ vẻ ông câu, tùng quân thiết lập nhà châu đợi chờ. Đờn kêu sắp tới bây giờ, tùng quân chừng đó ai ngờ lão ông. Đờn kêu có trăng cồn phong, tùng quân nói trước tinh không mặt tình. Đờn kêu tu sĩ sửa mình, tùng quân vốn thiệt họ Quỳnh chuyện cơ. Đờn kêu đừng có ngồi chờ, tùng quân chỉ rõ Cần Thơ thầy về. Đờn kêu định đặt cái con dê, tùng quân chưa có hẹn thầy non sông. Đờn này đờn của lão ông, không dậy không phim cũng không quăng hờn. Ai người hiểu rõ tiếng đờn, đừng cho lỗi nhịp thất sơn hậu kề. Chèo thuyền rước khách đêm về, ai mà giữ đặng mai bề hiếu trung. Bồng lái tiên cảnh thung dung,
dành cho những kẻ biết dùng lý thiên. Nhắc qua hồi trước khi khai tiền, chưa mở quá địa dưới miền Trung ương. Lão đây ở chốn ngũ phương, năm tầng trời hạ tầng tường nào sai. Quân sư ở cõi thiên thai, tam quan ngũ để chuyện sai cùng già. Thích Ca cũng có lão mà, tổ sư Đạt Ma cũng già này đây. Về Nam lấy hiệu Phật Thầy, đầu ngân đến cuối lão đây chuyện hoài. Kỳ này được lệnh lão khai, cũng là kỳ chót định ngay Nam kỳ. Tiện Nam tính nữ biên thùy, xâm truyền của lão ráng ghi vào lòng. Mười hai con giáp trong dòng, kể từ giáp tí lão ông xuống trần. Lão đây cầm bản phân thần, đài cơ lão chuyển định phân ngày giờ. Trong tay cầm quyển thiên thơ, cơ binh sắp sẵn đợi chờ lệnh trên. Bài rồi lặp lại mới nên, không sanh mà được vững bền dài lâu. Ngõ mùi thân dẫu ở đâu, ấy rồi tự giao mới hầu ra nghi quay. Ba năm tính tới không sai, hồi niên lặp lại thương lai ý lời. Trần gian sánh thể cõi trời, xác phàm quá kiếp đẹp thời như tiên. Lòng người bình đẳng an nhiên, không làm cực nhọc than phiền như nay. Tuổi thọ an hưởng lâu quá dài, không già không bệnh không ai tật nguyền. Cây lạnh trái ngọt muôn thiên, mưa hòa gió thuận khắp ba miền trần gian. Hoàng cầu thế giới tình an, âm dương thịnh vượng trời ban cho người. Chim quanh múa hát cây hoa nghe cười, khắp nơi nó ấm vui tươi phấn lòng. Thượng quán trai ít gái đông, vợ thì năm bảy thục quyền nhất gia. Sanh nở khỏi mẫu hộ hà, tự sanh tự nở thuận hòa mình nuôi. Con thì hiếu thảo thuận xuôi, chú toàn gia đạo ngọc bùi chia nghi nhau. Chúa mình chánh ngự ngôi cao, thần dân trung nghĩa biết bao vui dày. Thượng quan sơ kể vào đây,
cho đời rõ biết sau này có không. Có tu thì mới có mong, không tu giàu có ngóng trăng thấy nào. Có tu ngày hội được giàu, không tu chừng đó làm sao nhập trường. Trước sau phân giải tận tường, thấp cao kết luận đôi chương trao đời. Cho người được nói ngôi dương, trịnh hâm bùi kiệm bất lương ra gì. Hiện thần nhân quý có ghi, trung thần mắc nạn rút thì cùng huy qua. Luân hồi nói chuyện xưa xa, bây giờ nói chuyện xác cái mà một bên. Thả thuyền dọc nước đi lên đên, sông tiền sông hậu biết lên bên nào. Cánh tàn gió thổi sặc xào, thổi ta đậu lại cầm xào quy lân. Kiếm người đủ nghĩa đủ nhân, đủ tài đủ đức định phần thấp vì cao. Hỡi này chí sĩ mau mau, trời chiều gió lãng ngang ngao những gì. Lão về nay đã đúng kỳ, khai nguyên lập thượng bửu kỳ rạng danh. Hương trầm sức dẹp chiến tranh, chơn sư truyền ba đạo lành năm châu. Dưới nghe quy phục quý đầu, bông tùng che phủ đâu đâu an nhàn. Cội lạnh sơn bửu vinh giang, tùng quân xuất hiện khắp bí tràng thành thơi. Thôi dừng bút lại nghỉ ngơi, lão đây cầu chúc cho đời bình yên. Cầu trên chư Phật chư tiên, từ bi tế độ khắp miền thế gian. Góp tôm nghĩa lý chu toàn, cho đời xem xét lẫn bàn tu thân. Nam mô A Di Đà Phật. Sắp có binh cho được hoàn toàn, thầy trở lại khai đường binh mì. Nguyện ra tay mới là ứng thấy, sức cơ binh tào Nhật ấy hoàn toàn. Ra trận tuyền phụng mạng lướt ký sang, đến chừng đó xong tên lướt trận. Ra trận thượng trên thầy giúp dần, lướt xong tên cho đến đi bàn vàng. Đức Thích Ca nghi mở hội ngư tràng an, cờ phụng mạng Thích Ca cao quy. Đến chừng đó Phật ra bàn chỉ, thương những người đạo đức với thầy.
kẻ lùng lặng nát biến phơi tay, người hiền đức được coi mây bạc. Đừng ý thế làm hung làm ác, ai dưỡng nuôi chẳng kể tổ tiên. Cả tiếng kêu kìa bớ người hiền, tìm quyền diệu tu hành phát trí huệ. Đừng để trễ cho thân tồi tệ, ráng xá thân công mê quả đền bồi. Phật sẵn dành cho có chỗ ngôi, Phật dành sẵn cho người biết thiện. Những lỗi lầm hại nên cải sửa, cho hoàn toàn hạnh phúc người xưa. Đừng để cho đạo đức cứ dài bừa, rằng mang lỗi quân thần phụ tử. Kể từ nay nữ nam ráng giữ, vợ với chồng ăn ý ở đàng hoàng. Phận đàn bà hiền đức nghiêm trang, đừng lớn tiếng rầy rà chẳng ý tốt. Dầu quấy phải chẳng nên thề thốt, rồi lỗi lầm chẳng phát kỳ quê đâu. Uống bấy lâu tu niệm khẩn ý cầu, đừng nóng giận đảo màu mới tòa. Chí quyền với người hiền còn đó, trong đời cho thấy dạng con tiên. Cả tiếng kêu son sắc màu thiền, định tâm trí tìm nơi quý bao. Phật thánh tiên ra đời chỉ bảo, còn chi đâu mà nói rằng chưa. Khổ giới lao sắp đến không, vừa để đến việc ăn năn chẳng kịp. Ráng lo tu từ đây cần kiếp, cho khỏi đàn nước lửa trùng dây. Nhớ một thương tưởng nhớ Phật Thầy, Thầy sẽ đổ khỏi nơi tai biên. Vì quán nạn trời già đã khiến, thiếu đức rồi phải chịu nát khi tan. Ráng đầu lưng xây cật ý hoàn toàn, nhớ lục tự gìn đeo cho chắc. Đường sanh tử đổi thay nhất khi khắc, lời dạy khuyên ráng nhớ đừng quên. Chừng lăng xăng tầng hơn cao miên, chiêu khổ nạn xa gần như một. Đời khổ đến thiên cơ nói tục, ra giảng kinh hầu nhắc đàng hoàng. Đức thiên liên cai quản mở mang, chí quân tử quyền di ứng y thanh. Người có đức thiên liên mới bảo núi vạn liên, để chưa người hiền được hoàn toàn đứng vững con tiên. Thuyền Bát Nhã đưa qua sông ngàn, đến chừng đó người hiền mới tạng, thấy nhà tiên cửa thánh đàng hoàng.
bát nhã toàn đông độ đưa sang, coi báo quý nương tận hạnh phúc. Ráng tu niệm sửa tâm phàm tục, cho hoàn toàn hạnh phúc liệu bồ. Lời nói năng chớ có tục thô, sách thánh dạy hiền từ trung hiếu. Tâm sáng suốt mới là quyền diệu, tìm quyền gì thấy bóng chân linh. Đức Thiên Liên gọi ánh y quang minh, không giới có tự tâm nhân đạo. Thương những kẻ xa cơ mối đạo, Phật thánh tiên tâm mơ đạo đắc kỹ thành, thì có ngày hội hiệp non xanh. Đến chừng đó mới là quân y tử. Cảnh niết bàn Tây Phương Phật ngự xuống trần gian, chọn số trung thần, đặng cho người hiền đức ký tư ân. Cầm nhành dương quan âm cứu độ, nước bạch thủy nhờ ơn Phật tổ, dây phù trầm cứu độ nhân gian. Cứu bá vàng độ kẻ trung can, đặng thấy non tiên cực kỳ lạc. Bấy lâu nay xuống trần hạ mặt, kẻ chân tu mau kiếp xuống đoàn. Về non tiên cực lạc âm y no, long qua hội tràng an thi cử. Đức Như Lai ban cho bốn chữ, hữu sanh linh tài đức ký do thiên. Chỉ quyền di phụng mạng trần tuyền, chữ tài đức cùng đô thị già. Tạo vật chất lắm thường mặt y hạ, chí nguyên nhân còn ẩn bên lòng. Đợi thời kỳ giúp dân non sông, bấy lâu nay nằm chờ quá bận. Chờ quyền với thầy về giúp mi dần, ra chiến trường phụng mạng lục vi thông. Cả tiếng kêu hiền sĩ non sông, chờ lỗ dĩ sắc son trở tường mì tận. Trời đổi thay tuần đời cũng cần, chờ chung quy thống nhất đường trào. Đặng hoàn toàn ba lượt sao thao, ráng ẩn lánh chờ ngài lệnh chúa. Chờ biến chuyển thiên la lưới bùa, dẹp trùng dây phò chúa minh dương. Lướt xong tên cho đến điện đường, chớ đừng có ham giường đất kỳ tiết. Nay chẳng khác như đời trụ kiệt, khổ giới thảm càng ngày càng xiết. Ráng coi theo trong sấm tràn trình, thế cho nên dục thúc hy sinh. Đừng nóng giận rồi đây phải khổ.
Vàng vui lấp phi các bay phải lộ chờ quyền di lộ cánh đền vàng. Thì sắn bươm kèo cột lướt khi sang cứ trực chỉ quăng neo đất cơ diệt. Bọn tay liêu lìa khỏi xa khơi sáng chân tu đặng sống coi đời đừng thôi chí chân tâm sao làng. Có lao khổ người tu mới tạng đời hào ơn quan lộn với vua sao không lo một dải sang hà đành phủ bạc tổ tiên đất kỳ nước giữ sao khỏi ngọn gươm ba thước và tiết trình phụng mạng lo nghĩ lường đến thời kỳ phụng mạng cầm cương nhớ hồi trước phụng kiều ly đan ráng chờ đợi người xưa tỏ rằng thì hơn châu trở lại nhà mình chờ trương lương hàng võ trạng trình quy nhất thống trở về thánh gia thầy trở về quyền khai tất cả thì thất sơn nghe tiếng đồn vang hội chư hầu tam giáo đàng hoàng đến chừng đó nước ta đô hộ lập thế giới lực cùng dân số sự giới phân theo luật tiêu hàng ra trận thuyền phụng mạng sông pha ra trận thường dân tiên ấn ngọc nhờ thất thập tam thiên đồ đệ lập nhà châu phò tá tôn sư ra đồng tam lạc nghiệp an cư gương hiền xưa còn ghi trên bàn đứng y trung can nhờ ban y phong thần chờ quyền di lộ dĩ các ký lân ra chiến địa sự phân toàn đạo đến chừng đó dẹp bầy cày cao có hộ thần đứng giữ cửa tiền thấy đời này nhiều kẻ trong quyền chẳng có kể gì ông Phật y bự nay đã thấy nhiều người hung dữ con mồ côi sao chẳng buồn rầu thầy vì thương tất cả đâu đâu lời thuyết pháp xa gần đều hiểu em tu cho đến vị niên kết liệu thì được coi chư quốc kỳ long xa được niết bàn về cõi ta nghĩ bà đồng tả dĩ an cư phật ngữ cành hướng phước huệ đại lầu thới thành hội rồng tiên đứng dừng y bể tiền đồng cùng nhau hiệp bạn thiên liêng Phật định đoạt một giờ thông y thai đứng hiền lương qua nơi khổ hại kẻ hung hăng giao lại nam mưa tàu
cùng sổ bộ giao cho bắt ký đầu. Câu quyền gì nào ai có dấu, không kiếm tìm sao rõ quyền gì. Nay cũng gần mở hội khóa ngữ kỳ, sang học hành mau về cành cô. Đừng ấy thấy nghinh tăng yểm cửu, ráng đầu lưng xây cật ý hoàn toàn. Quyết trừ loài tiêu diệt ký tà gian, nền độc lập vững bền đất ký diệt. Đến chừng đó phải tình nguyện ước, thấy lầu đài phú quý ngữ tòa tường. Ra trận tuyền thọ ký Tây Phương, coi chư quốc tranh giành châu bao. Trai gái ơi ráng vịnh lòng đạo, kể từ đây nhiều đạo rất kỳ linh. Ráng nghĩ suy cho rõ kệ kinh, lời chân chánh nghe qua sửa già. Ta xuống thế vị tương tất kỳ cả, bấy lâu nay dạy dỗ trung ý thần. Tưởng nhớ Phật sớm khuya cần lại, để đến việc thất sơn biên cài, qua phép tài thay chết đi hằng hà. Đến chừng đó con lại lạc cha, khắp bốn phía khói bay dần dù. Chừng hôn chiến có thầy giáo chủ, giặc chiến trình dây phủ hoa trùng trùng. Đức Quan Âm đứng giữa không trung, hóa phép thần cho trăm quan cửu. Đặng diệu dắt tín đồ giáo chủ, kẻ nghịch trời chừng đó tiêu tan. Giao đức thầy cánh Phật Tây An, miền Phụng Lan ngày sau vui đẹp. Hội thiên tử hai bên đạo kép, ra chiến trường lượng cảnh hai hồ. Cả tiếng kêu lục tự nam mô, tiếng chuông ban giọng đồng kêu thúc. Bấy lâu nay ở hồ côi cúc, ráng sửa sang cho đặng mình vàng. Đừng ăn no ngủ kỹ mê mang, nay đã đến người tu lộ gì. Mài gươm trí dẹp loại tà mì, coi Phật tiền bao quý non tầng. Sắc son ban phụng mạng quý lân, trên chúa ngự tôi ngay phò ta. Bên sông trước có nhiều thứ cá, cá nhiều con lớn quá dị kỳ. Đường dàm nao sao lại khó đi, thứ cá lớn chở người nghiện y bảo. Chừng biến chuyển hung hăng nuốt kỳ ráo, các cù lao sập đổ ầm ì. Cửa mặt dưng sao lại khó đi, Phật lập tiểu tràng an đạt đạo.
trong hang tra đóng đồn tra khảo ghe nổi đùi tới láng ngữ âm tàn. Thương nhân sanh kẻ khóc người la, đến chừng đó bỏ ghe lội bộ. Thương con nít càng ngày càng khổ, mẹ lạc con nước mắt khi rưng rưng. Trên năm non lửa cháy tưng bừng, thương thầy chú cậu cô áo mết. Đến chừng đó kéo la kéo lết, còn chi đầu áo mết dớ dày. Thầm thương cho châu đốc phi nàng tay, đến chừng đến dĩ thành lỗ gì. Sao châu đốc mặc tiền sử bị, trong nhà bàn thiên hạ đến thi. Sách có câu dung giả nan tri, đến chừng đó ai còn ai mất. Kêu bá tánh ráng nghe lời Phật, thấy đời này khó dài Phật kỳ ôi. Đời cứ sao bạc ngã như vôi, lời chân chánh không lo sửa cài. Con nhiều cha đời này khó dài, đặng lòng thầy thần thánh đi sầu bi. Càng tiếc khi thay cho kẻ vô nghị, thương hết sức về phần bài chi. Thấy trần thế nhiều người không nghĩ, thêm nhiều lời cười nói quỷ ma. Nào ngờ đâu là quỷ Phật y bà, xuống trần thế cứu dân chẳng ưu xiết. Đem đạo đức là gì tình thiệt, dắt nhân sanh cho khỏi Tây U. Chuột còn đây chưa biết khổ đau, chừng đức đích con trâu phá còng. Đến chừng đó thay phơi chồng đóng, đời hạ nguyên tiêu diệt còn chi. Cuộc giả tràng chừng đó mến chi, đô thị giả mến chi lao ly. Dân sắc lệnh Tây Phương thọ ký, cứu bá già cho khỏi miệng hầm. Kẻ chân tu thần thánh giúp bá dùm, đặng giải thoát khùm beo Tây tưởng. Kẻ gian ác bấy lâu hoàng dưỡng, nay để dành cho thú làm mồi. Đạo còn đang lắm kẻ xa khơi, ráng lục tự tu mòn tôi mót. Bấy lâu nay quằn khai nắng y nhọc, nay nhìn xem sờn mẻ vết trơ tì. Kể từ đây đạo đức kỳ rắn ghi, đừng cải cách nhiều điều mang lồi. Ngục quy trần gian nhiều người phản bội, chờ những người gian dục lòng tàn. Phạt những người bội chúa phản y cha, đồ nghịch bảo kệ thôi vô ích.
gốc ông cha ra đời nhắc khi tích sao đem lòng phụ bạc kỳ thánh tiên. Chờ quan công kết nghĩa đào duyên, lòng chánh trực trở về nhà hơn. Chế quân tử dường như bánh y trớn chớ rồ xăng, bóng phục chạy liền. Mới biết rằng con Phật con tiên, gươm ba thước trừ loài béo lợn. Trên điện ngọc rộng mây chơi dần, hội rồng mây tiên Phật ca sang. Kẻ ác gian thấy phơi nhà bàn, người hiền đức đặng phò thánh y gia. Chầu bể ngọc tâu qua điện hạ, ra chiến trường phụng mạng tôn sư. Được rạng danh chừng đó ai hơn, thì tỏ rạng đài lầu mây bạc. Chừng hỏi về cái dậu ngã ơi bác, người chân tu chừng đó mới ở màu. Thì nhân sanh mới biết khi sầu đau, người hạnh phúc cùng chung chia hương. Đến chừng đó hiền lương tự đầu, tịnh độ vui cánh cu ruộng đồng. Bên Hà Tiên sao lại có sông, ngó trực chỉ thẳng băng tới Lan. Đất tỉnh độ ngày sau tỏ rạng, sao tàu bè đầu bến phổ đàn. Cành núi tượng tòa An Thích Ca, sao làm việc những người đức kỳ hành. Dựng cột đấng nhà Nam chói ánh, cờ Phất lên châu đốc núi Sam. Các nước qua ngò thấy mà ham, thấy châu báu nhà Nam mê mệt. Tranh giành nhau càng là phải chết, hội lòng hòa chói ánh bản vàng. Chùa mình dương ngự giá trên ý bàn, ngoài văn võ hai bên chầu chực. Sự ngoại bang theo điều pháp lực, bọn Tây Liêu chừng ấy phục tùng. Đạo Thích Ca chừng đó tung dung, người hiền đức ngày sau không mất. Nay sắp đến bớt ăn vật ghi chất, cho xác trần quyền diệu nhẹ nhàng. Đức Di Đà diệu chiếu điểm quang, ngài hậu nhật dắt đi núi Cấm. Bấy lâu nay xa nơi bể thầm, cuộc hồng trần bức xé cho rồi. Theo chân truyền Phật đạo thành thơi, đoàn ma quỷ ta mau sớm dứt. Tìm chân lý tu hành kịp bước, lánh sông mê vượt khỏi an tỳ. Cho kịp kỳ đến hội khoa thi, tâm nhân đạo từ bi độ tận.
Phật thánh tiên ra đời giúp dần, đặng thưởng ban những kẻ hữu tài. Khổ nhân sanh khắp đến y bên tay, nhớ lục tự gìn đeo cho chặt. Nay sắp tới con ai nấy dắt lửa hồng tiên, Phật dắt khi cho qua, đặng ngày sau hội hiệp ông mỹ bà, được sáng suốt coi đời bàn cổ. Trần thất sơn có ba tiếng nổ, cảnh lãng linh thiên hạ hằng hà. Thầy ba lan y đức mỹ nga, Phật tiên thánh mới ra sự bì. Đến chừng đó mới là hữu chí, nhục giới dinh thay đổi mấy hồi. Cõi trần gian xem thấy hỡi ôi, ráng từ bi tu mau cho kịp. Lời chân chánh nghe qua bỏ liếc, chê rằng thoàn bát nhã vô tâm. Bấy lâu nay sai đắm lạc lầm, thấy trần thế lòng sầu áo nào. Nam mô A Di Đà Phật.